Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng cha Bài trích phoan theo thanh mát theo Lời Chúa bình nhân Chúa Khi ấy Chúa Giêsu phán một vụ ngôn khác cùng dân chúng rằng Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình Trong lúc mọi người ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất Khi lúa lớn lên và trổ bông Thì cỏ lùng cũng lộ ra Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp, người thù của ta đã làm như thế đầy tớ nói với chủ nếu ông bằng lòng chúng tôi xin đi nhổ cỏ chủ nhà đáp không được kẻo khi nhổ cỏ lùng các anh lại nhổ luôn cả lúa chăn hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt các anh hãy nhổ cỏ lùng trước rồi bỏ lại từng bó mà đốt đi sao mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta đó là lời chúa lời chúa kỳ tôn, lời khen chúa kính thưa ông bà cô bác và anh chị em Bài phúc âm chúng ta mới vừa nghe Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa. Để nói về hình ảnh của nước Thiên Chúa hay giáo hội của Chúa tại trần gian. Ngài đã dùng hình ảnh rất gần gũi, rất quen thuộc với người Do Thái xưa và cũng rất thân quen với người con người chúng ta ngày hôm nay cây lúa được chủ ruộng cẩn thận gieo vào ruộng lúa của mình còn cái cỏ lùng thì được kẻ xấu lén lúc gieo vào ruộng lúa lúc mà người chủ ruộng đang ngủ rồi lén lúc bỏ đi để rồi cả hai lúa và cỏ lùng sống chung trong cùng một ruộng lúa. Ai cũng biết lúa sinh trưởng và sinh ra những hạt lúa đem lại lợi ích cho con người là hình ảnh tượng trưng cho người tốt, người lành mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Còn cỏ lùng là loài cỏ dài nó có mang hình dáng cũng giống như là cây lúa Thế nhưng sự sống và sinh trưởng của nó Thì không đem lại lợi ích cho người trồng lúa Mà còn làm hại cho những cây lúa xung quanh Thương bà anh chị em Vũ ngôn gợi lên cho chúng ta nhiều hình ảnh Để chúng ta suy nghĩ Chẳng hạn như cỏ lùng sống chung với lúa Mang một hình ảnh đó là một sự song hành giữa thiện và ác Luôn có trong xã hội Và ngay chính trong con người của mỗi người chúng ta Đồng thời vũ ngôn còn gợi lên cho chúng ta Một cái lý do Giữa thiện và ác Từ đâu mà có Dĩ nhiên điều thiện thiên chúa tạo dựng nên còn sự ác do ma quỷ đã gieo vào trong trần gian để tìm cách phá đi sự tốt đẹp công trình mà thiên chúa tạo dựng thế rồi vũ ngôn cũng làm nổi bật lên tình thương và sự nhẫn nài của thiên chúa đối với con người nhất là những người tội lỗi sự nhẫn nại của Thiên Chúa chờ đợi con người Đến ngày cuối cùng của mùa vụ Đó chính là ngày phán xét Như người chủ ruộng sẽ tách cỏ ra khỏi lúa của mình Thì cũng vậy Thiên Chúa sẽ tách người Người giữ ra khỏi người thiệt Và điều dĩ nhiên Số phận của mỗi loài khác nhau Thiên Chúa nhân từ Thế nhưng Ngài cũng rất công minh Cuộc sống của con người trên trần gian Cũng giống như là trong mùa vụ Mỗi người được hưởng nhờ ánh sáng mặt trời Và thời tiết là ơn Chúa ban như nhau Bởi vì Thiên Chúa ban ơn lành của người Trên kẻ lành và người dữ thiên chúa ngài không phán xét ai ở hiện tại cũng như không cố định ai là người tốt sẽ tốt mãi hay là người xấu sẽ muôn đời sẽ xấu mà là hiện tại là thời gian con người có thể có thể quan cải để thay đổi lòng mình nếu như lời của người đầy tớ trong dụng ngôn muốn chủ Muốn sinh chủ để nhổ ngay cỏ lùng ra khỏi ruộng lúa. Thì đó cũng là tâm lý chung của mọi người chúng ta muốn loại trừ kẻ xấu, sự xấu ra khỏi cuộc sống chung trong xã hội, trong cộng đoàn của chúng ta. Và muốn Thiên Chúa cũng làm như vậy, muốn Thiên Chúa phạt trừng phạt một cách nhãn tiền đối với lại những kẻ xấu làm điều xấu. Thế nhưng như thế sẽ không còn một cơ hội nào cho con người để quán cãi Và chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng Sẽ không có cơ hội để cho một tên tên trộm lành bên cạnh thập giá của Chúa Giêsu Cũng sẽ không có cơ hội cho một phê -rô đã từng chối Chúa Một Maria Madalena bị xem là người đầy tội lỗi hay Augustino, một chàng trai trụy lạc vân vân và vân vân. Cũng như chính trong mỗi con người của chúng ta cũng sẽ không thoát được sự trừng phạt của Thiên Chúa. Vì trong mỗi người chúng ta dù là những người tốt đi thì cũng có thể có một những tính xấu, tính hết nào đó trong con người của chúng ta chưa tốt. Bởi vì không ai có thể tốt hay là thánh thiện hoàn toàn. Bên cạnh đó Dụ ngôn cũng cho chúng ta thấy rằng Có lùng được gieo vào trong luồng lúa Trong lúc mọi người đang ngủ Nghĩa là tình trạng thiếu cảnh Cảnh giác thiếu tỉnh thức Điều này mời gọi chúng ta Luôn cảnh tỉnh Để kẻ thù không lợi dụng Những lúc sơ hở để gieo vào thửa ruộng tâm hồn của mỗi người chúng ta những điều xấu xa đồng thời cũng mời gọi mỗi con người chúng ta hãy khiêm tốn nhìn lại đời sống của mình từ lời nói đến việc làm vì sự chủ quan chúng ta sẽ không nhận ra được đâu là cỏ lùng đâu là lụa đâu là điều thiện điều ác ở trong tâm hồn của mình vì bề ngoài chúng có thể có những hình dáng giống nhau giống như là cỏ lùng và lúa để làm cho tâm hồn của chúng ta bị xâm chiếm cả cỏ lùng và thưa ông bà anh chị em dũng ngôn cỏ lùng sinh trưởng bên cạnh lúa một điều chắc chắn cỏ sẽ muôn đời không trở thành lúa và muôn đời vẫn là như vậy nhưng lòng nhân hậu và sự nhẫn nại của thiên chúa chờ đợi cho tới mùa thu hoạch xin cho mỗi người chúng ta được noi theo lòng nhân hậu của thiên chúa để đón nhận anh chị em của mình đôi khi chưa tốt nhưng con người còn sống là còn hy vọng để trở nên tốt hơn và chúng ta hãy làm điều gì đó để giúp cho anh chị em của chúng ta được trở nên tốt là điều cần thiết và đồng thời trong chính bản thân con người của mỗi người chúng ta cũng có thể đã có hoặc sẽ có những cỏ lùng là những tính nết xấu nào đó len lỏi vào trong tâm hồn xin cho chúng ta được biết nhận ra và cho chúng ta được tận dụng thời gian hiện tại để cải hóa tâm hồn của mình ngõ hầu mùa gặt mai sau sẽ còn lại những bông lúa triệu hạt đó chính là những nhân đức trước mặt chúa trong ngày phán xét amen